Đến trưa nay, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Con Tum đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của xe khách chở 37 người lao xuống vực sâu xảy ra tại huyện Đắk Lây và nguyên nhân cũng đã được xác định. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 phút tối qua tại km 1455 300 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Đắk Gô, xã Đắk Ròn, huyện Đắk Lây, tỉnh Con Tum. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Phan Nhật, 34 tuổi, ngụ tại xã Ea Tó, huyện Rồng Năng, tỉnh Đắk Lắk, không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường Công cua, xe mất lái tự gây tai nạn. Vụ tai nạn khiến ba người bị thương, gồm tài xế Phan Nhật và hai hành khách. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 37 người, trong đó có 32 hành khách. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Con Tum, hiện chưa có kết quả trích xuất giám sát hành trình, nên chưa xác định xe có chạy quá tốc độ hay không khi kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế không vi phạm và đang chờ kết quả kiểm tra chất ma túy